Chào các bạn nhé, nay anh quay ở cái công thức trộn hồ của anh Lộc trộn hồ. Xem cách anh ta trộn hồ. Cho mình đổi tiếng luôn. Bao chọn bao nhiêu xẻng, 20 xẻng à? Chọn đại đại ấy mà. Đây đang xây cái bể cá coi. Bác khăn đỏ lục giác. Xay đi.
ですよ。Chưa lên coi một thích cả mắt. Đang quay à?